Bộ Khoa học và Công nghệ vừa mới có báo cáo gửi tổ công tác của chính phủ về công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh. Theo đó, sau khi triển khai áp dụng thông tư số 7 năm 2017 đã giúp cắt giảm khoảng 96% số lô hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và kiểm tra trước thông quan. Đồng thời giảm 67% thời gian kiểm tra chất lượng nhập khẩu để thông quan hàng hóa, vượt hơn yêu cầu về thời gian của ASEAN cộng 4 là 90 giờ. Về công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để các bộ, ngành có căn cứ triển khai thực hiện. Qua rà soát 8 ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực khoa học công nghệ quy định, Bộ đã xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa 62 điều kiện đầu tư kinh doanh đạt tỷ lệ 51%. Bộ Khoa học Công nghệ kiến nghị tổ công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ quản lý ngành lĩnh vực khẩn trương rà soát, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại nghị quyết số 75 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.